Thiên Toại, anh Thơ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời Sống Hằng Ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với chủ đề Nơi ở đời đời, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở Thi Thiên 27 từ câu 1 đến câu 6. Mời bạn cùng lắng nghe. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồng lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi, chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi thì chúng đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối diện với tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giả nổi lên chống lại tôi, khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở tôi trong liều của Ngài, giấu tôi nơi kín đáo của trại Ngài và Ngài sẽ đặt tôi trên một phần đá. Bấy giờ, tôi sẽ ngẩng đầu cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi. Trong trại Ngài, tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Câu gốc hôm nay được chép ở Thi Thiên 27 câu 4. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Cách đây không lâu, chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới chỉ cách nhà cũ một quãng đường ngắn. Mặc dù khoảng cách gần, nhưng chúng tôi vẫn cần phải chất tất cả đồ đạc của mình lên xe tải chuyển nhà, bởi vì đang trong thời gian thực hiện các giao dịch tài chính. Trong thời gian giữa giai đoạn bán nhà và mua nhà, đồ đạc của chúng tôi để trên xe tải và gia đình chúng tôi tìm chỗ ở tạm thời. Suốt thời gian đó, tôi rất ngạc nhiên khi vẫn cảm thấy như ở nhà, mặc dù phải rời khỏi ngôi nhà của mình. Đơn giản là vì tôi được ở bên gia đình, những người tôi yêu quý nhất. David đã từng trải qua một giai đoạn phải xa rời ngôi nhà của mình. Ông đã sống những ngày phải trốn chạy khỏi vua Saul, vì David là người được Đức Chúa Trời lựa chọn để kế vị ngai vàng, nên Saul xem ông là mối đe dọa và tìm cách giết ông. David lánh khỏi nhà mình và ngủ ở bất cứ nơi nào có thể trú ẩn. Mặc dù David có những người đi cùng, nhưng mong muốn lớn nhất của ông là được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va để tận hưởng mối thông công đời đời với Ngài. Chúa Giê-xu là bạn đồng hành cùng chúng ta luôn luôn, là nhà của chúng ta dù chúng ta đang ở đâu. Ngài ở với chúng ta trong những khó khăn hiện tại và thậm chí chuẩn bị một nơi để chúng ta có thể sống với Ngài mãi mãi. Là công dân trên đất này, dù phải trải qua sự bấp bênh và thay đổi, chúng ta vẫn có thể sống mỗi ngày trong mối tương giao với Ngài ở mọi nơi. Bạn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa rõ ràng nhất là khi nào? Làm cách nào bạn biết Chúa Giê-xu là người bạn đồng hành của bạn và Ngài luôn ở bên bạn, bất kể bạn đang ở đâu và đang trải qua những gì? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa kính yêu, con cảm ơn Ngài là nơi ở đời đời của con. Xin giúp con nhận biết rằng Ngài là người bạn đồng hành, luôn ở bên con, mọi lúc, mọi nơi. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho bạn sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời bạn mỗi ngày, để bạn luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các bạn ơi, hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.